Tối 26 tháng 6, Cục Cảnh sát Giao thông cho biết vừa phát hiện ngăn chặn một nhóm người giả bệnh nhân thuê xe cứu thương để qua mặt lực lượng chức năng tại chốt kiểm dịch. Theo đó, vào lúc 20 giờ 30 phút cùng ngày, lực lượng Cảnh sát Giao thông thuộc đội 2 của Cục làm nhiệm vụ tại chốt kiểm dịch trước trạm thu phí đầu cầu Bạch Đằng trên cao tốc Hà Nội-Hải Phòng-Quảng Ninh đã phát hiện một ô tô cứu thương đi từ hướng Hải Phòng sang Quảng Ninh qua chốt kiểm dịch không dừng khai báo y tế. Tổ công tác phát hiện có dấu hiệu nghi vấn nên đã yêu cầu dừng xe kiểm tra và phát hiện trên xe có 6 người, gồm một lái xe và 5 người ngồi trong khoang phía sau. Ban đầu, những người này khai là bệnh nhân đi cấp cứu, nhưng khi lực lượng chức năng khai thác lái xe L, 27 tuổi, trú tại Nam Sách, Hải Dương, thì nam tài xế khai báo quanh co và không xuất trình được giấy phép lái xe cho lực lượng chức năng. Sau thời gian làm việc với cảnh sát giao thông, cả 5 người trên xe cho biết đều có hộ khẩu thường trú tại Gia Lộc, Hải Dương. Bước đầu, những người này khai nhận không phải là bệnh nhân, đã dùng chiêu thức thuê xe cứu thương chở từ Hải Dương về Quảng Ninh để đi làm. Hiện vụ việc đã được tổ công tác bàn giao cho Công an thị xã Quảng Yên, Quảng Ninh xác minh xử lý.